Vâng, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ông nhân thân nhân và toàn thể quý khách. Hôm nay như chúng ta bắt đầu thánh lễ đã biết, hôm nay chúng ta mừng lễ kỷ niệm của một nhân vật rất đặc biệt, một nhân vật hiện diện với chúng ta với những con số thật kỷ lục mà nhiều người phải mơ ước, đó là 60 năm linh mục, 65 năm khấn dòng và 85 tuổi đời. Một nhân vật đã dành rất nhiều tình cảm cho con người Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam truyền giáo khi tuổi đời của Ngài đã hơn 70 tuổi. Ngài đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian và tình yêu thương cho những con người Việt Nam từ lúc Ngài bước chân qua đây. Cuộc đời của Ngài từng ngày đều viết lên những trang sử thật tuyệt vời, với những hy sinh thầm lặng trong công cuộc truyền giáo, để lại cho chúng ta tấm gương sáng về một tu sĩ đích thực. Thì sau này, khi chúng con là những tu sĩ trẻ nhìn vào những trang sử ấy, chúng con có thể tự hào rằng chúng ta đã có một người cha, một người anh thật tuyệt vời như thế. Và nếu như một ai đó muốn dựng lại một bộ phim về cuộc đời của cha Jeff, thì con thiết nghĩ rằng phải mất nhiều ngày, nhiều giờ lắm để chiếu mới hết được bộ phim này. Và hôm nay anh em chúng con xin mạo muội được phát họa đôi nét về cuộc đời của cha Jeff, pha vào trong đó là những trò dí dỏm, nhưng phần nào đó phát họa ra được một nhân vật cha Jeff theo phiên bản Việt Nam, một cha Jeff thật hài hước, dễ gần và đáng yêu. Trong lúc quý vị thưởng thức những món ăn ngon thì cũng đừng quên hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức tiết mục đặc sắc này nhé. Kịch bản cuộc đời cha Jeff phiên bản Việt Nam. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc. Ngày 16 tháng 4 năm 1933, tại một nông trại nghèo bình yên ở miền Nam nước Úc, cậu bé Jeffrey Fall đã cất tiếng khóc chào đời. Cha mẹ của cậu là những con chiên sùng đạo, và hằng khát khao cậu bé Jeffries sau này sẽ trở thành một linh mục. Mẹ yêu con nhất đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn, ôi bé cưng, nhìn cha con, cha đang rất vui. Giọt sau này con sẽ là linh mục nhé. Cha muốn con giúp đỡ người nghèo và mang tình yêu Chúa đến với mọi người. Làm linh mục cũng tốt, hay làm nghề gì cũng được, miễn là con mãi là con yêu của mẹ. Năm tháng trôi qua, cậu Jeff cũng lớn lên theo thời gian. Năm cậu 10 tuổi, vì một lần ham chơi, cậu nghe lời bạn bè đi hái trộm táo, bị hàng xóm phát hiện. Cậu bé Jeff đã làm bố mẹ buồn, và cậu tự hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nhưng sẽ cố gắng trở thành một người con ngoan. Ê Jeff, đi chơi không? Mẹ, con đi chơi với bạn chút nha. Ừ, nhưng nhớ về sớm ăn cơm nha con. Dạ. Đi chơi mà đi đâu vậy? Ừ, tao thấy cái táo nhà ông Tôm chín rồi, mình qua mình hái đi. Nhưng tao sợ bị phát hiện sao? Không sao đâu, tao xem hết rồi, nhà ông Tôm đi ăn tiệc hết rồi. Thôi, mệt mệt quá, không nói nhiều, đi thôi. Trời ơi, đi ăn trộm mà mày nói gì to dữ vậy?
Ê Jeff, mày người cao lại còn gầy nữa chứ, chúng tao đỡ mày lên hái nha. Nhưng bọn mày không để tao một mình nghe chưa. À, cái thằng này, hôm nay tao bắt tận tay để tao trói mày lại, tao đưa mày qua cho bố mẹ mày xem bố mày xử lý mày làm sao. Đi. Con xin lỗi ông, con xin lỗi ông tha cho con. Ba mẹ con biết, ba mẹ đánh con chết mất, con xin lỗi ông. Ba mày đánh mày, chứ đánh tao đâu mà tao lo. Không nói nhiều. Đi. Ông Rồng. Này ông John, bố ông Jeff đó rồi. Vâng, tôi đây. Có gì vậy không ông Tom? Ông làm sao làm? Hôm nay tôi bắt quả tang được thằng con rời đánh của ông này đi qua ăn trộm táo nhà tôi. Ông tự giải quyết đi. Dạy con kiểu gì vậy? Jeff, bố thiệt rất vọng về con. Mẹ nó đâu rồi? Ra xem con của bà này. Có chuyện gì vậy con? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con ăn trộm táo nhà ông Tôm với mấy đứa bạn, bị ông Tôm phát hiện. Con ăn trộm là xấu, con đừng làm như vậy nữa nhé. Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Thôi, con đi vào tắm rồi ăn cơm, để mẹ nói với ba một tiếng. Sau sự việc làm bố mẹ buồn, cậu bé Jeff ngày càng ngoan hơn. Cậu chuyên chăm cầu nguyện, và từ trong sâu thẳm, cậu khao khát trở thành một tu sĩ. Vì thế, sau khi biết trong vùng cậu ở có các cha dòng thương khó Chúa Giêsu đang hoạt động, cậu đã tới và xin gia nhập dòng. Con chào cha. Chào con. Con đi đâu đây? Dạ con muốn tìm gặp cha bề trên ạ. Để làm gì? Dạ con muốn đi tu cha. Vậy con tên gì? Dạ con tên là Jeff ạ. Tại sao con muốn đi tu? Dạ con yêu mến Chúa và con muốn giúp đỡ người nghèo, và con muốn tới những nước nghèo để và mang tình yêu Chúa tới với họ ạ. Được lắm, con còn trẻ mà con có những suy nghĩ như vậy thì là tốt. Vậy con hãy về sắp xếp với gia đình và tuần sau vào gặp cha nhé. Dạ, con cảm ơn cha ạ. Trở về nhà sau cuộc gặp gỡ cha bề trên dòng thương khó Chúa Giêsu, cậu Jeff ngày càng yêu mến Chúa hơn. Cậu siêng năng cầu nguyện và hăng say với việc tông đồ. Thời gian trôi qua, sau bao nhiêu năm tu tập với tâm tình muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa, cậu Jeff đã chính thức bước vào tập viện. Và vào ngày 12 tháng 2 năm 1953, thầy Jeff đã tuyên khấn lần đầu theo ơn gọi của dòng thương khó Chúa Giêsu. Và 3 năm sau đó, ngày 12 tháng 2 năm 1956, thầy Jeff đã tuyên khấn vĩnh viễn thuộc về hội dòng và thuộc trọn về Chúa. 2 năm sau ngày tuyên khấn vĩnh viễn, ngày 8 tháng 3 năm 1958, thầy Jeff được lãnh nhận thiên chức linh mục. Cha đã rất sung sướng trong thiên chức này. Từ nay, cha Jeff sẽ là linh mục của Chúa, sẽ ra đi phục vụ anh chị em theo linh đạo của dòng thương khó Chúa Giêsu. Một trang sử mới đã mở ra cho cuộc đời của cha. Trong suốt khoảng 10 năm làm việc với anh chị em thổ dân tại Papua New Guinea, cha Jeff
được phân công trở về Roma nhà mẹ để làm việc tại đó. Sau đó, trong những thập niên 90, cha Jeff được phân công công việc chăm sóc mục vụ cho những người tị nạn tại Adelaide, Nam Úc. Tại đây, Ngài có dịp tiếp xúc với rất nhiều người Việt Nam và Ngài đã đem lòng yêu mến những con người nghèo khổ, đơn sơ này. Chính điều đó đã thôi thúc cha lên đường đến Việt Nam và thành lập cộng đoàn dòng thương khó Chúa Giêsu tại đây. Và Ngài đã đem thỉnh nguyện của Ngài trình bày cho cha bề trên tổng quyền. Thưa cha, sau nhiều năm làm việc với người tị nạn, con thấy có rất nhiều mảnh đời đói khổ ở Việt Nam và con muốn qua đó để truyền giáo. Xin cha cho phép con được đi ạ. Ồ, vậy hả? Con đã có thao thức đó từ lâu chưa? Thưa cha, con đã có thao thức này từ 3 năm trước rồi ạ. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một hành trình rất khó cho con đó. Dạ thưa cha, con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Với ơn Chúa giúp thì con nghĩ là con sẽ làm được. Ừ, được. Vậy cha sẽ gửi con đến Việt Nam truyền giáo. Và cha muốn con sẽ làm các bạn trẻ tại Việt Nam yêu mến cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Vậy bao giờ con đi được ạ? Phải rồi. Tuần tới có cha Francisco cùng với thầy Thomas cũng sẽ qua Việt Nam. Vậy con hãy về sắp xếp. Tuần sau con sẽ qua Việt Nam với 2 ngày. Và cha hy vọng rằng công việc mục vụ của con sẽ gặt hái được nhiều hoa trái. Dạ vâng, con sẽ sắp xếp. Cảm ơn cha. Xin cha chúc lành cho chuyến đi của con. Ngày 12 tháng 10 năm 2005 là ngày đánh dấu mốc đầu tiên cha Jeff, cha Francisco và thầy Thomas đặt chân đến Việt Nam. Những phong cảnh mới, những con người mới và cả nền văn hóa mới đã không khỏi làm cho các ngài ngỡ ngàng. Trời ơi, Việt Nam gì đâu xe cộ lộn xộn vậy? Không sao đâu, họ sống được, mình cũng sẽ sống được. Tôi thấy ở đây có nhiều bạn trẻ, khôi ngô tuấn tú. Hy vọng là chúng ta sẽ gieo được nhiều hạt giống ơn gọi ở đây. Này, tôi cảm thấy bụng tôi nó đang sôi sôi rồi. Chúng ta có thể đi ăn cái gì được không nhỉ? À, tôi người thấy ở Việt Nam có món thịt chó ngon lắm. Hay chúng ta đi ăn món đó đi. Ủa mà tôi nghe nói ở đây đâu phải thịt chó nhỉ? Tôi thấy người ta nói đây nó là thịt cầy mà. Thật chứ tôi cũng có nghe nói là thịt cầy Nam Định ngon lắm. Đúng vậy. Thế mình đi ăn đi. Sau một thời gian tìm kiếm ơn gọi thì đã có những bạn trẻ đầu tiên đến và tìm hiểu dòng thương khó Chúa Giêsu. Dạ, con chào cha. Con là Thomas Nguyễn Như Thành. Con muốn tìm hiểu dòng cha. Dạ, con cũng chào cha. Con là Phêrô Hoàng Chính Trực. Con cũng muốn tìm hiểu dòng của cha. Các con đã tốt nghiệp gì chưa? Dạ, con đã tốt nghiệp một ngành công nghệ sinh học ạ. Dạ, còn con tốt nghiệp ngành điện tử. Trực hả? Con đến từ đâu? Dạ, con đến từ Đắk Lắk. Còn con? Còn con đến từ Đồng Nai ạ. Vâng, tốt lắm. Cha tin các con sẽ là những hoa trái đầu tiên của dòng thương khó Chúa Giêsu trên đất Việt.
Cha và các con sẽ cố gắng làm cho mọi người hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Các con cố gắng nhé. Dạ. Dạ, vâng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.